Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự kinh doanh xăng dầu với xu hướng chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa mới cập nhật. Theo lộ trình đề ra tại thông tư số 41 của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31 tháng 12 năm nay, toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Tuy nhiên, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 8458 về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Theo đó, trong thực hiện lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa đang lưu hành và dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2021, khách hàng vẫn được sử dụng song song cả thẻ từ và thẻ chip. Để đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, khách hàng chỉ cần mang chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đến điểm giao dịch của ngân hàng và đề nghị chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể truy cập vào ứng dụng ngân hàng số, mobile banking để thực hiện và nhận thẻ tại nhà hoặc tại điểm giao dịch của ngân hàng. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước được giảm 50% mức thu hiện hành, đã làm thị trường ô tô ấm hơn các tháng trước đây. Sau thời gian dài ảm đạm với việc được giảm phí trước bạ và thói quen mua sắm ô tô dịp cuối năm, các hãng đang mong chờ tiềm năng phục hồi thị trường từ nay đến cuối năm âm lịch. Thời gian được áp dụng giảm phí đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã chính thức thực hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi cả nước từ ngày 15 tháng 10. Cùng với đó là những tiện ích trên môi trường số hỗ trợ cho các khách hàng. Sau đây là những ghi nhận cụ thể tại hệ thống cửa hàng Petrolimex ở Hưng Yên. Đã quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu dùng, nên khi được các nhân viên bán hàng giới thiệu, chị Chuyên đã ngay lập tức sử dụng hình thức này để mua xăng. Từ khi Petrolimex thực hiện cái giao dịch bằng thẻ này thì khách hàng chúng tôi cảm thấy rất là tiện dụng. Thông thường nhiều khi đi, thứ nhất là không mang theo tiền mặt, thì luôn luôn cái thẻ là trong hiện hữu ở trên xe và trong ví. Thứ hai là trong cái mùa dịch này thì hạn chế cái tiền mặt, càng hạn chế là tối đa càng tốt. Hiện nay, Hưng Yên đã có 31 cửa hàng có thanh toán thẻ, trong đó có 12 cửa hàng mới triển khai thêm thanh toán QR code, ví điện tử, thẻ Visa, Master. Hình thức này đã dần được người dân tiếp cận và trải nghiệm. Thực ra là khách hàng cũng chưa quen về cái việc này nhiều và chưa quen cái sử dụng cái tài khoản online hoặc là dùng qua thẻ. Thế nhưng mà sau khi cửa hàng cũng đã triển khai và quảng cáo đến khách hàng thì khách hàng cũng đã bắt đầu tin tưởng và sử dụng, cũng dần dần thì cũng quen, thì được khoảng 15-20% doanh thu bán hàng. Hiện nay, hệ thống cửa hàng xăng dầu của Petrolimex chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán, gồm thẻ quốc tế, thẻ nội địa thuộc hệ thống Navas và thẻ đồng thương hiệu Petrolimex HD Bank, các ví điện tử xác thực qua QR code trong liên minh VNPay. Hiện nay chúng tôi đã lắp đặt toàn bộ các hệ thống thiết bị và sẽ triển khai trong 1-2 tuần tới là sẽ triển khai toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống của tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi đang tiếp tục triển khai cái chương trình chăm sóc khách hàng thông qua cái việc ứng dụng Petrolimex ID. Khi khách hàng mua xăng dầu tại các điểm của các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex, khách hàng sẽ được quyền tích lũy điểm, sau đó đổi điểm ra tiền để mua xăng dầu. Cùng đồng thời, khách hàng sẽ tham gia các mã trúng thưởng do Petrolimex triển khai trong các chương trình khuyến mại. Song song với đó, hệ thống cũng triển khai ứng dụng Petrolimex trên điện thoại di động với nhiều tiện ích khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một ứng dụng đơn giản như thế này ở trên điện thoại di động thì các bạn có thể tìm thấy bất cứ cửa hàng xăng dầu Petrolimex nào ở bất cứ nơi đâu, cũng như là có được đầy đủ các thông tin cập nhật về giá xăng dầu, các chương trình khuyến mại tích điểm và đồng thời thì cũng có thể thanh toán không sử dụng tiền mặt khi mua xăng dầu tại hệ thống của cửa hàng Petrolimex. Đó chính là những tiện ích của phương tiện thanh toán thời hiện đại 4.0 ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng tại chi nhánh Hưng Yên, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.